Bên chào cái kênh chiêu của chú, quay trở lại với kênh với Phú. Nay thì em đi ăn quán ăn đồ cũ ở xa một chút. Quán này rất là to, rất là nhiều đồ. Thì đầu tiên thì em xin quay để cho quý vị anh chị của chú xem qua qua một lời này. Có nhiều đồ thật to, loa thứ nhiều lắm. Nhưng mà cũng có cái hay, cái loa không hay, nhưng mà nó thật là rất là nhiều loa quý vị. Em quay cho quý vị xem mấy cái loa súp ở cái quán này tí. Cho bạn em DVK 55SG đời nông 110W. Loa thì to mà quá thì nhỏ nhỉ. Nhỏ. Rồi 50Hz đến 220Hz. Super woofer. Super woofer. Nông DVK 55GS xem quay cho quý vị coi. Ngoại quan rất đẹp. Đấy, ngồi gỗ đẹp. Để sau thông tin luôn. Đây thì đặt ở dưới chỗ này hơi ít nên là dễ quay quý vị. Đàn ông thì đa số là made in China rồi, không có gì lạ cả. Điện 100V 50 60Hz, công suất 110W. Các cái nút chế độ thì ở đây. Nói chung là to quá. To mà cái công suất thì hơi bé. Ở trên này thì ở bên này thì có con đàn ông DVK 33SG. Con này cũng 80W. À, 80W quý vị, giá thì 1 man 3 220 200 gần 3 triệu. Chưa kể cước, nhưng con này nặng mà công suất thấp. Bên này thì có thêm mấy em súp nữa. Con này là súp súp điện Pioneer SVK 11. Giá tầm 600 nghìn. Chưa cước nhá. Công suất 80W nha quý vị. Bảo hành 10 ngày. 32 đến 200Hz. Đấy, giá màu gỗ rất đẹp. Nặng. Nút phát ấn phát bay nút luôn. Em lấy lại dán vào cho người ta không? Đấy, lúc của nó đấy. Rồi. Bên này là Yamaha SVK 45 70W. Nét tổ. Cái cây bọc của cái nút vặn để đây, vặn coi. Đây là cái này. Chính là cái này. Con này thì made in Indonesia. Công suất 70W. Súp điện. Cái vải này thì không còn đẹp lắm, có mấy vết bị rách chút, tuy nhiên hồi gỗ còn rất là đẹp. Cái này là em súp hơi của Onkyo SL 207, con này 75W, gỗ khá là cũ, có mấy vết xấu xấu, người ta không có gì đây. Con này 5 ôm 75W nữa vậy. Cạnh đó là một em gì đây, Yamaha DVK 101 55W. Sản xuất tầm 1997 nhé quý vị. Giá là khoảng tầm 1 triệu, hơn 1 triệu mốt đấy. 55W súp điện. Con này thì trước em cũng lấy về Việt Nam một hai con rồi đấy. Đây thì có mấy con súp vay. Sang bên này thì xem có mấy con nào quay cho quý vị xem. Trên này thì có mấy con loa Mocombanen 3. Giá 3 triệu. Chưa thuế, thuế vào là 3 triệu 3. Đây là một loa gì đây? Bên này là một loa Bao AM02. Có giá là 8.800, tương đương khoảng tầm 1.900.000 gì đó. 1.800.000 nhá. Chưa thuế, con này thì khá là nhẹ. Con này có một cái vì có 2 x 50W trong này, hai cái hai loa trong này, 2 x 50W là 100W, chỉ có dây điện đi kèm bảo hành 3 tháng. Đây này là Bow Commandant 2 series 3, bảo hành thì 3 tháng, có dây điện đi kèm,
Dòng này thì nó chỉ có hai cái loa này thôi và dây điện thôi, cũng như cái dây kết nối vào máy tính, chứ không có xúc xếp như rồi cả như cái Common 3 này. Đây là Common 2 series 2 tiếp 7010W. Con này giờ chắc là mới đến China hết rồi. Đây là con phía sau. Đây, giờ này có ghi. À, con này thì sản xuất ở Mỹ quý vị. Birmingham USA. Sang sang bên này xem thế nào. Đây có hai đôi luôn. Con này không thấy tem, đây tem ở cái đít chứ. Con này cũng vời luôn. Made in USA luôn, à made in China đấy, made in China chứ. Đây. Đấy, sản xuất thì tại China, còn design thì vẫn ghi là USA. Cái đây thì là cái nào cũng vậy rồi, cái này chắc cũng vậy luôn. Cái made in China, dòng này thì bây giờ là made in China hết rồi. À, không còn sản xuất ở kia nữa vì nó mới như vậy. À, cái dòng cũ thì nó còn USA, Mexico thứ, nhưng mà dòng đời mới thì đa số là China rồi. Đấy, sẽ đi coi thêm một số loại cái loa ở đây cho quý vị cùng coi. Đây, sang đầu góc đầu kia đây có một đôi loa Castle này One, có giá mới là 5,2 chưa thuế, tầm khoảng 10 triệu rưỡi. Giá cũ 5 triệu rưỡi chưa thuế nha quý vị nhá. 8 ohm 100W made in China, design thì England, made in China. Clip loa này khá đẹp, em nghĩ là bên China hết. Em sẽ lật cho sau đây, lật vừa đỡ không nó rớt thì chết chợ. Bên China nha quý vị nhé. Rồi có ghi đây, con này bên China hết, đẹp, loa đẹp 200W luôn á, tỷ vậy 200W, từ 50W cho đến tối đa là 200W, 8 ohm như vậy. Đây màu loa rất đẹp. Tháo căng rất dễ, có 500 hút luôn. Đây có mấy cái 500 vốn đầu đấy, không cần cài gì hết. Đấy, đỉnh đấy. Đây đẹp. Cái này thì mấy con loa to đùng, to đùng to bự này thì thôi quay cho vị coi vài thôi. Pioneer này, sân xui gì đây, ATMC 500BT 80W 8.8 triệu 8 gì đó, chưa thuế. Đây là ta bọc rồi, không thể căng ra coi được quý vị. Cái này thì có lò bầu 101mm, một man, mốt cả thuế. Ở đây giá chung rồi. Đầu này thì có mấy cây loa JBL 222 6H này. Con này mắt 40 này. 600W ở 38 cm này quý vị nhé. Mắt 40. Công suất 600W 8 ohm, 8,7 kg một cây cái như thế này. Hai cái này là 18 cân rồi. Chưa hộp rồi. Đấy, rất là nặng. 40 mắt 40 giá là 55.000, tầm 11 triệu chưa cước. Khá dữ. Đây, bên này thì nhiều mấy cái đặt vặt khác. Như bộ dàn mini, Kenwood, Panasonic các thứ. Tiện ở đây có Diatone DS600ZA, em quay luôn cho quý vị coi một chút thôi. 150W. Đấy, giờ này thì có Pioneer M90A. Con này của âm ly công suất, giá là 44.000 988. Ôi, nó nặng quá em không quay phía sau quý vị nhé. Này trong tên nó đây cũng không thấy ghi lên được bao nhiêu. Yeon Qintori 817X Samsung AU607FXA 2 man 100W. À, 2 man chưa thuế, à chưa chưa cước. Công suất 100W. Bên dưới này là toa, cục đẩy toa này. Power công cục đẩy toa. Giá, ở đây cái này chắc nặng lắm. Nặng lắm. Đồ mấy đồ đẩy nặng lắm.
đẩy 240W 8 ohm cho tới 400W 4 ohm. Hơi hơi khó nhìn, ánh đèn hơi lóa. Đấy, thì phía có Victor Premium bự âm ly Victor. Bên này nó on kill. Đấy, con này nặng nặng chắc em quay qua thôi cho quý vị thông cảm. Samsung A507i này. 160W cho đến 180W này. 8 ohm, 6 ohm này. Đây là chị Maran PM6001. Chứ không có nhiều anh hỏi em con này hết, nhưng mà màu vàng, nhưng màu đen này thì không có khách hỏi. Nó có giá là 2 man chưa thuế và chưa cước. Khoảng tầm 4 triệu chưa cước nha quý vị nhá. 100W đối với 4 ohm và 50W 8 ohm. Cái này không có điều khiển, nó ghi đây không có điều khiển. Dưới này là một cân Sony công suất power amp bự. Công suất cho Sony giá 13.200 cho 13 triệu. Phía dưới là toa đẩy tiếp 240W 8 ohm. Đây có mấy con đẩy. Bên này thì mấy cái đầu âm ly con. Ở đây có âm ly gì đây, đường ông gì đây, PMA 390SA. Quay con này cho quý vị coi luôn. Giá là khoảng 17.600, tương đương tầm 3.600.000 đó. Bây giờ FM thì thôi, Sunsui 507 giá tầm 3 triệu nha. Onkyo T422 thời gian FM thì thôi luôn nè. Dưới này thì cũng đa số mấy cái âm thanh của có bắt AM FM ấy. Em không quay. Đây thì đây là đa số là cái đầu AV âm đi AV thì em cũng không quay nữa. Đây thì ở trên này còn JBL, cái nó còn JBL SC AS 1800C 2 có 3 loa loa center. Cái loa trung tâm có giá là 5.500.000 100W quý vị, 6 ohm, hồi này nặng lắm. Ôi giời, nặng lắm quý vị ơi. Quá nặng luôn. Thôi, sau là không lật để quay được thì em sẽ nhìn hé xem nó đâu. In China công suất không thể ghi trên này thôi, nhưng sau chỉ ghi điện trợ 6 ohm. Đấy, đây là em tháo cái căng này xem. Đây vị nó hình dáng như vậy, một loa giữa, hai loa hai bên. Ở giữa nó có độ thông hơi hai bên, loa hai bên, loa khá đẹp. Đấy, đèn hơi lóa nên là cái chất lượng video nó không được tốt lắm, quý vị thông cảm giúp em. Ở đây cũng khá là nhiều đồ nhưng mà chắc là em không quay được hết một lượt. Thì em lướt qua cho quý vị cùng tham khảo một tí thôi. Em xin chấm dứt video ở đây để đi về quý vị. Nếu mà anh em có đi làm về mà tranh thủ đi xem đồ một chút, nếu không được cái đồ gì hấp dẫn nữa, em xin chấm dứt video tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi ủng hộ, quý vị đăng ký kênh để theo dõi những cái video sau nha quý vị nhé. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.